Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 15 tháng 7 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Sau khi được Nhật Bản đặt làm mối quan tâm hàng đầu trong sách trắng quốc phòng, tình hình eo biển Đài Loan lại vừa ghi nhận một pha trình diễn từ đại diện quân sự hai nước Mỹ-Trung. Cụ thể, tàu chiến Mỹ-Trung đã cùng lúc hiện diện gần đảo Đài Loan. Trong lúc đó, tình hình Afghanistan đang ngàn cân treo sợi tóc với sự giao tranh khốc liệt giữa lực lượng nhà nước và lực lượng phiến quân Taliban. Ngay lúc này, Hoa Kỳ ra tuyên bố sẽ hỗ trợ sơ tán những người Afghanistan đang bị phiến quân đe dọa tính mạng. Trở lại với sàn chiến Nga và các nước phương Tây, sau sự vụ tàu Anh đi lạc vào lãnh hải Moscow tố cáo, mới đây Nga tiếp tục cảnh báo sẽ đáp trả các tàu đi lạc vào lãnh hải bằng những đòn khắc nghiệt nhất. Để chứng minh mình không nói suông, Nga khoe kho vũ khí vượt mặt các cường quốc nhưng ít tốn kém hơn. Ở thế đáp trả, Ba Lan sẽ đón 250 xe tăng Mỹ sẵn sàng trước răn đe từ Nga. Những thông tin đáng chú ý khác: hỏa hoạn xé toạc đất rừng Nga, chiến cơ phải tham chiến dập lửa. Quân đội Brazil tập trận chuẩn bị cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tổng thống Brazil phải nhập viện sau thời gian dài nấc cục không dứt. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 15 tháng 7 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Vào hôm 14 tháng 7, một tàu trinh sát của Hải quân Trung Quốc và một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan. Sự xuất hiện của đại diện quân sự hai quốc gia diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa có những tuyên bố đanh thép bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Và Washington còn cam kết sẽ đứng về phía các nước yếu thế đang bị Trung Quốc dùng vũ lực bắt nạt. Theo CNA đưa tin, một tàu do thám thai 815 của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLAN có tên là Bắc Cực Tinh, mã hiệu là ACI 851, đã được phát hiện đang đi về hướng nam ngoài khơi huyện Hoa Liên vào sáng thứ Tư ngày 14 tháng 7. Trong khi đó, tàu khu trục mang mã hiệu DDC 91 của Mỹ cũng đã được nhìn thấy ngoài khơi thị trấn Lanzhou của huyện Đài Đông cùng ngày. Một nguồn tin quân sự đã tiết lộ rằng tàu trinh sát của BLAN đã xuất hiện từ hôm thứ Ba ngày 13 tháng 7, cách làng Yinbu của huyện Hoa Liên khoảng 40 hải lý về phía đông, sau đó di chuyển từ bắc xuống nam. Vào lúc 7 giờ sáng thứ Tư, con tàu do thám được phát hiện cách mũi đất Wuxibi 43 hải lý ở thị trấn Changbin của huyện Đài Đông, tiếp tục đi về phía nam. Theo các nhà phân tích quân sự, một số tàu do thám thai 815 của Trung Quốc đã đi dạo ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan trong những năm gần đây, bao gồm cả các tàu Thiên Long Hưng, Thiên Tuyền Hưng và Hải Vương Tinh. Còn đối với đại diện từ Mỹ, vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ Tư, tàu USS Whitney được cho là đã đi vào Thái Bình Dương qua kênh Basi. Đến 5 giờ sáng, tàu khu trục của Mỹ nằm cách đảo Hoa Lan 44 hải lý về phía đông nam. Tờ Taiwan News của Đài Loan cho biết cơ quan quốc phòng Đài Loan đã theo dõi chặt chẽ sự qua lại của các tàu và tuyên bố tình trạng vẫn bình thường. Không rõ sự xuất hiện so kè giữa hai chiến hạm Mỹ-Trung có thổi bùng lên những căng thẳng quân sự tiếp theo giữa hai nước hay không. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật. Trở lại với tình hình ở điểm nóng Trung Á, kể từ sau khi Mỹ chính thức rút quân khỏi Afghanistan đã khiến cho bạo lực đã bùng nổ trên khắp quốc gia này suốt nhiều tuần cho tới nay. Các cuộc giao tranh giữa các lực lượng Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn và Taliban đã diễn ra khốc liệt. Phiến quân Taliban đã giành được phần lớn lãnh thổ và đánh chiếm các cửa khẩu biên giới. Tình cảnh đã đẩy những người đã từng làm công việc hỗ trợ cho chính phủ Hoa Kỳ như phiên dịch và trong các vai trò khác vào bờ vực đe dọa tính mạng. Do vậy, Reuters vừa đưa tin trong tháng này, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một chương trình gọi là chiến dịch đồng minh tị nạn để giúp sơ tán những người nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt rời khỏi Afghanistan. Dự kiến chiến dịch sẽ bắt đầu trong tuần cuối cùng của tháng 7. Trước đó, chính quyền ông Biden đã chịu áp lực từ các nhà lập pháp của cả đảng chính trị Hoa Kỳ và các nhóm vận động để bắt đầu sơ tán hàng nghìn người xin thị thực nhập cư đặc biệt, bao gồm gia đình của họ, những người có nguy cơ bị trả thù về công việc của họ với chính phủ Hoa Kỳ. Lý do mà chúng tôi thực hiện những bước đi này là vì những cá nhân can đảm. Chúng tôi muốn đảm bảo cho họ để minh chứng rằng Mỹ đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của họ trong những năm qua. Bà Psaki từ chối cung cấp thông tin cụ thể về số lượng người Afghanistan sẽ có mặt trong các chuyến bay sơ tán ban đầu với lý do bảo mật an ninh. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc sơ tán ban đầu bao gồm khoảng 2.500 người và họ có thể sẽ được chuyển đến các cơ sở quân sự của Mỹ bằng máy bay dân dụng, có thể là nằm ở Mỹ, trong khi đơn xin thị thực của họ đã được xử lý. Quan chức này cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về các căn cứ cụ thể sẽ được sử dụng. Theo Reuters, chương trình cấp thị thực nhập cư đặc biệt sẽ dành cho những người đã làm việc với chính phủ Hoa Kỳ hoặc lực lượng quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo trong cuộc chiến tranh Afghanistan bắt đầu vào năm 2001. Ở một diễn biến đáng chú ý khác tại Nga, Phó Thư ký Hội đồng An ninh nước này Mikhail Bobos vừa cho biết Nga sẽ tiếp tục ngăn chặn các hành động khiêu khích như vụ việc đã xảy ra với tàu SMS Defender của Anh, bất kể quốc tịch của những người vi phạm.
Nhắc đến con tàu SMS Defender, đây là một sự kiện kịch tính đã xảy ra vào những ngày cuối tháng 6 vừa qua, khi lực lượng bảo vệ biên giới thuộc cơ quan an ninh Liên bang Nga đã có màn đuổi bắt căng thẳng với tàu SMS Defender Anh ngoài khơi mũi Barents của đảo Krum. Phía Nga thông báo chiến hạm Anh đã mạo hiểm tiến sâu 3 km vào lãnh hải của Nga, nên Moscow thậm chí đã nổ súng và ném bom cảnh cáo. Trong bài phỏng vấn mới đây nhất, ông Bobsvall một lần nữa cáo buộc các thủy thủ Anh cố tình theo đuổi hành động leo thang bằng cách vi phạm biên giới trên biển của Nga, và khẳng định thêm rằng đây là một hành động khiêu khích được lên kế hoạch trước và đã bị lực lượng Nga cản trở một cách chính đáng. Đại diện nước Nga khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả các hành động khiêu khích như vậy bằng các phương pháp khắc nghiệt nhất, bất kể quốc tịch của người vi phạm. Ông Bobsov cũng cảnh cáo các đối thủ hãy cân nhắc những âm mưu của mình trước khả năng của các lực lượng vũ trang Nga. Trở lại với sự vụ tàu chiến Anh vào tháng trước, phía Anh vẫn một mực khẳng định đã, đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm tự do hàng hải với các phương pháp tương tự. Ông Bobsov nhận định điều này ngụ ý rằng không thể loại trừ những hành động khiêu khích như vậy của các tàu Anh trong tương lai. Phó thư ký Hội đồng An ninh nhấn mạnh rằng đây không phải là ví dụ đầu tiên về các hành động không thân thiện của phương Tây về việc sử dụng tàu chiến. Về vấn đề này, ông đề cập đến việc tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ đã đi vào lãnh hải của Nga vào tháng 11 năm 2020, cũng như sự cố gần bờ biển Rum. Để sẵn sàng cho lời cảnh cáo đanh thép trên, Nga cũng vừa khoe đang vượt qua nhiều quân đội tiên tiến trên thế giới trong việc phát triển vũ khí trang bị mới. Đáng chú ý là với khoản chi tiêu quốc phòng thấp hơn nhiều. Điều này cũng được hé lộ trong bài phát biểu mới nhất của Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Mikhail Popov. Theo đó, các hệ thống tên lửa chiến lược mới nhất đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, và số lượng máy bay tấn công với tên lửa siêu thanh Kinzhal cũng như tàu chiến được trang bị vũ khí chính xác tầm xa đang tăng lên. Các lực lượng vũ trang Nga sẵn sàng chiến đấu, cơ động, hiện đại, nhỏ gọn và có khả năng đối phó với các nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện. Những nhiệm vụ này đã được giải quyết trong quá trình thực hiện học thuyết quân sự và kế hoạch quốc phòng của Nga cho giai đoạn 2016-2020. Trước đó, Nga đã âm thầm đẩy mạnh quốc phòng trong phiên bản trước của Chiến lược An ninh Quốc gia, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. Vào ngày 3 tháng 7 năm nay, phiên bản mới của Chiến lược An ninh Quốc gia Nga đã được công bố và một sắc lệnh phê duyệt chiến lược này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký. Trước những lời răn đe đầy sát khí của Nga, Ba Lan vừa tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của mình, trong bối cảnh Ba Lan tỏ ra vô cùng lo lắng trước những gì họ coi là sự quyết đoán ngày càng tăng của Nga. Kể từ khi Moscow sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, nước này tuyên bố sẽ góp mặt trong cuộc đua khí tài khi chuẩn bị mua 250 xe tăng Mỹ như một phần của thỏa thuận trị giá khoảng 6 tỷ đô la. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan ông Mariusz Malakas nói trong một cuộc họp báo rằng, tất nhiên đây là một phản ứng đối với những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt về mặt an ninh quốc tế. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn kẻ xâm lược tiềm tàng. Tất cả chúng ta đều biết kẻ xâm lược ở đâu. Ông Malakas cho biết Ba Lan sẽ chi 6 tỷ đô la Mỹ cho xe tăng Abrams cùng một gói huấn luyện và hậu cần đi kèm, cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng và mua đạn dược. Hồi tháng 5, Ba Lan tuyên bố sẽ mua 24 máy bay không người lái có vũ trang từ Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành thành viên NATO đầu tiên mua máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Trong một thông tin cũng liên quan đến Nga, Reuters cho biết vào hôm 14 tháng 7, máy bay trực thăng quân sự của nước này đã xuất phát cùng lực lượng cứu hỏa để chiến đấu với đám cháy rừng ở Siberia. Điện Kremlin cho biết biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra những vụ cháy chưa từng có. Hỏa hoạn hoành hành trên gần 800.000 hecta đất rừng của Nga khiến những vùng thảm cỏ ở phía đông bắc Yakutia chìm trong khói lửa. Một đợt nắng nóng và gió mạnh đã làm phức tạp nỗ lực của hơn 2.000 nhân viên cứu hỏa trên mặt đất. Do vậy, một máy bay quân sự trực thăng Mi-8 của không quân đã thực hiện một chuyến bay trinh sát để xác định các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Yakutia và vận chuyển các đơn vị lính cứu hỏa khi khói dày đặc bốc lên từ khu rừng. Máy bay trực thăng Mi-8 đã không thể đổ nước để dập tắt ngọn lửa do tầm nhìn kém vì bị khói bao phủ. Những trận hỏa hoạn đã khiến cho nhiều người chứng kiến không tránh khỏi đau lòng, bởi nó đã xé toạc đất rừng của Nga hàng năm. Nhưng đáng chú ý là thời gian gần đây, những trận hỏa hoạn trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, trong bối cảnh nhiệt độ cao bất thường trên khắp lãnh nguyên phía bắc Siberia. Cư dân địa phương đã kiến nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thêm nguồn lực và thiết bị đến khu vực để giúp đỡ nỗ lực này, nếu không những luồng khói dày đặc đặc biệt gây khó khăn cho những cư dân lớn tuổi và bệnh nhân mắc COVID-19. Sau đó, nguồn tin cho biết, ông Putin đã ra lệnh cho quân đội điều thêm máy bay Ayushin-76 thả nước để dập tắt ngọn lửa. Điện Kremlin hôm thứ Tư bác bỏ những lời chỉ trích rằng máy bay Nga đã giúp các nước ngoài như Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ chữa cháy rừng trong khi chính Nga đang bốc cháy.
Theo Reuters, khi đám cháy hoành hành khắp các khu rừng, Nga là phải vật lộn song song với một đợt nắng nóng đã phá vỡ một số kỷ lục nhiệt độ ở miền Tây nước Nga. Moscow đạt 33,1 độ C, nhiệt độ nóng nhất vào ngày 13 tháng 7 trong 85 năm qua. Một động thái nổi bật trên chính trường thế giới cũng vừa được ghi nhận. Theo đó, quân đội Brazil đã tiến hành một cuộc tập trận vào ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 7 tại trụ sở sư đoàn đổ bộ ở Rio de Janeiro để xác minh khả năng sẵn sàng tham chiến của quân đội và đóng góp của Brazil cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Một phái đoàn gồm 4 đại diện của Liên Hợp Quốc sẽ kiểm tra quân đội trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 để kiểm tra khả năng của họ đối với các sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Các chỉ huy chiến dịch của quân đội Brazil cho biết các binh sĩ đã huấn luyện nghiêm ngặt trong 7 tháng để tuân thủ các hướng dẫn do Liên Hiệp Quốc đề ra. Brazil đã tham gia hơn 50 hoạt động gìn giữ hòa bình và các sứ mệnh tương tự ở Angola, Mozambique và Timor-Leste, và gần đây là ở Haiti và Lebanon, đóng góp hơn 55.000 binh sĩ, sĩ quan cảnh sát và dân thường. Trong lúc quân đội Brazil đang chuẩn bị cho những nhiệm vụ chung của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã được chuyển đến Bệnh viện São Paulo hôm thứ Tư ngày 14 tháng 7 để tiến hành kiểm tra tình trạng nấc cục kéo dài. Không những vậy, ông Bolsonaro còn ho dai dẳng trong những tháng gần đây, kể từ sau khi nhiễm COVID-19. Trong chẩn đoán ban đầu, văn phòng Tổng thống tiết lộ tình trạng này có thể liên quan đến cuộc tấn công mà Tổng thống Brazil gặp phải năm 2018. Khi đó, ông Bolsonaro đã suýt chết vì bị đâm dao vào ruột. Ông đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sau đó và giờ đây, bác sĩ điều trị nghi ngờ một đoạn ruột đang bị tắc nghẽn và Tổng thống Brazil phải đến São Paulo để làm xét nghiệm bổ sung, thậm chí có thể phải phẫu thuật khẩn cấp. Người con trai của Tổng thống Brazil tên là Flavio cho biết trước đó ông Bolsonaro đã được chuyển đến một phòng chăm sóc đặc biệt ở Brasilia và đặt nội khí quản để tránh hít phải chất lỏng từ dạ dày. Theo Reuters, tin tức về việc ông Bolsonaro nhập viện được đưa ra trong bối cảnh ông đang bị dư luận mổ xẻ, cách thức xử lý đại dịch dẫn đến số ca tử vong cao thứ hai trên thế giới, cùng với những cáo buộc liên quan đến những bê bối tham nhũng trong việc mua vaccine của chính phủ ông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.